Chào mọi người, hôm nay tôi hướng dẫn cho mọi người một cái app học tiếng Anh dành cho trẻ em từ 2 cho đến khoảng 10 đến 12 tuổi gì đó. Đấy, nói chung là trên mạng giờ có rất nhiều các cái app của các nhà phát triển khác nhau. Nhưng mà theo quan điểm của tôi thì tôi thấy tôi cũng từng học tiếng Anh nhiều năm và tôi cũng đang dạy hướng dẫn cho con tôi học. Bây giờ cháu nói cũng khá rồi. Thì tôi thấy là cái app này nó khá là phù hợp. Nó rất là có cái tính thu hút trẻ em là bởi vì nó có nhiều các cái trò chơi ở bên trong, và thêm nữa là nó có cái âm nó phát triển, nó đọc bởi người bản địa rất là chuẩn, nên là khi mà các cháu học thì nó không bị lạc. Đây, cái app nó chính là cái app này, Lingo Kids này. Nó có hình cái con chim đeo cái mắt to như đeo kính này, thì mọi người có thể vào cái kho để tải. Nếu mà trên Android thì tải trên CF Play, còn trên Apple thì MacBook, à nhập trên điện thoại thì các bạn có thể tải ở trên cái App Store. Đây. Lưu ý đây là cái app dùng mất phí nhé. Các bạn lên trên cái kho, các bạn đánh cái Lingo Kit vào. Lingo Kit. Enter một cái và nó nổi ra mà mình tải về mình cài đặt. Đây. Nó là một cái app mất phí, nó vào khoảng 349.000 trên một tháng. Đấy, thì cái app này nó áp mất phí nên khi mà mọi người tải về là nó bắt mọi người phải kết nối với thẻ tài khoản ngân hàng. Đấy, thì cái việc mà cài vào thẻ ngân hàng sau đó là cho các cháu nó sử dụng thì rất là nguy hiểm, bởi vì không may các cháu nó ấn linh tinh cái là tiền dễ bị trừ. Tôi cũng đã bị như thế mấy lần rồi. Đấy, thì hôm nay tôi sẽ hướng dẫn cho các bạn cách dùng miễn phí không mất tiền. Tất nhiên là khi dùng miễn phí thì nó không thể đầy đủ như bản đầy đủ được. Nếu mà các bạn muốn mua cái bản đầy đủ thì tôi sẽ có thể liên hệ với tôi giúp các bạn mua nó rẻ hơn so với lại mình mua trực tiếp trên app, bởi vì tôi cũng có đàm phán họ để làm đại lý. Đây, các bạn mở nó ra. Đây là cái giao diện ban đầu vào. Nếu như các bạn có tài khoản thì các bạn login nó vào đây, đăng nhập tài khoản vào, mật khẩu vào. Còn nếu mà các bạn chưa có tài khoản thì các bạn sẽ lập mới, chào mừng đến với Lingo Kids, và ấn vào Next. Nó có 3 cái cấp độ. Cấp độ thứ nhất là cấp độ cấp độ thứ hai là cấp độ medium, trung bình, và cấp độ 2 là cao. Đấy, thì theo như mình tìm hiểu thì mức lo này là cho những em bé mà chưa tiếp xúc với tiếng Anh bao giờ, là từ 2 đến 3 tuổi, bởi vì các cháu tầm tuổi này là cũng gọi là chưa có ấn tượng nhiều với tiếng Anh. Rồi cái mức độ trung bình này là dành cho những cháu có tiếp xúc qua rồi, còn mức độ cao là tiếp xúc nhiều với tiếng Anh rồi. Đấy, như con tôi thì tôi chọn cái mức cao. Nhưng đây là gì? Nếu họ bắt khai báo cái ngày tháng năm sinh của con mình, tháng sinh và năm sinh để họ tính tuổi. Đấy, tháng thì nó có 12 tháng. Cái này cho dù không biết tiếng Anh cũng có thể làm thôi. Thì cứ điền đúng cái độ tuổi của con mình cho nó chuẩn xác. Ví dụ như cháu sinh tháng 1 là January, February là tháng 2, March, April, May, June, July, August, September, October, November và December. Con tôi sinh tháng 1 thì tôi chọn cái November. Và năm thì nó chỉ giới hạn cho từ 2007 cho đến năm 2020 thôi. Con tôi là 2014. Đấy, sau đó mình ấn tiếp tục. Và đây là chọn tên của con nhà mình. Các bạn có thể chọn tên gì cũng được, nhưng con nhà tôi hay gọi nó là Johnny. Johnny. Next. Và nó đang tạo cái chương trình học cho chúng ta. Đăng nhập để tạo một cái email, hoặc là đăng nhập bằng Facebook cũng được. Tôi đăng nhập bằng email. Ví dụ như tần email là Johnny Trung Đông @gmail.com. Tôi sử dụng cái email là use this email. Đấy, và đây nó chính là cái gì? Cái bình luận từ các ông bố bà mẹ trên khắp thế giới về cái chương trình học này. Thì thôi, cái này cũng không cần quan tâm, ấn vào continue tiếp tục.
Thì ở đây này, mọi người chú ý nó là cái bảng cái trên cùng nó chính là gì? Dùng thử trong vòng 7 ngày. Đấy là chương trình dùng mất phí. Sau đó mình dùng chính thức thì mỗi tháng mình sẽ bị trừ đi là đi 349.000 trên một tháng. Và cái xanh xanh này là chú ý là gì? Rất là dễ hủy, nghĩa là hủy lúc nào cũng được. Và cái phần xanh xanh ra trời Start My Free Trial này dùng thử 7 ngày. Đấy, mình ấn thử vào đây cho các bạn. Dùng thử. Đấy, nó sẽ nổi lên là bắt đầu từ ngày hôm nay 7 ngày dùng được miễn phí đến ngày 24 tháng 4 là mỗi một tháng nó sẽ đóng 349.000 cộng thêm cả tiền thuế, nghĩa là tiền thuế phát sinh theo luật Việt Nam ấy. Đấy. Thì cái này là đa phần là tài khoản của mọi người là kết nối với lại thẻ của ngân hàng các thứ, thế mình không ấn vào. Thì mình vẫn không ấn vào cái đấy, mình vẫn chọn bình thường. Thì nó sẽ sang đây, nó cho mình dùng thử 7 ngày. Nhớ là đừng có kết nối vào cái tài khoản ngân hàng là được. Ở đây là họ sẽ cho mình dùng thử 7 ngày. Đấy, đây là cái phần cài đặt nhắc nhở, nghĩa là hẹn giờ học cho con. Còn mình ấn vào cũng được, không ấn vào cũng được. Và ngoài ra có một cái lựa chọn khác là dùng miễn phí trọn đời. Nhưng mà miễn phí trọn đời như vậy thì mỗi một ngày nó sẽ chỉ đẩy ít cái game về cho con mình chơi thôi. Và cái bản đấy nó không đầy đủ. Video sau mình hướng dẫn sau. Nhưng video này ấn vào Not Now này. Đấy. Đi vào cái giao diện chính thì nó sẽ có hai phần. Một phần là dành cho bố mẹ quản lý, Go to Parents Area. Và một cái này là cái phần bên dưới này là phần Go to Kids Area. Nghĩa là vào cái mục dành cho trẻ. Đấy. Trẻ vào đây để học, mục thứ hai. Còn người lớn thì vào mục trên để quản lý cái việc học của con mình xem nó học như thế nào. Đây chính là cái phần mà dành cho bố mẹ này. Đấy, nó có hết cái lịch sử bài học các kiểu. Đấy, khi mình không muốn nữa thì mình lại thoát nó ra. Đấy, sang cái phần tài khoản cho con trẻ. Nhìn. Đây mình quay vào cái hình con chim. Can you trace the letter A? A is for apple. Nếu mà bạn muốn dùng tiếp thì có thể liên hệ mình kênh YouTube này để mình hướng dẫn cách mua thẻ rẻ hơn cho mọi người. Bị trừ tiền tự động trong tài khoản.